Kính chào tất cả các bạn. Hôm nay, Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp cá nhân tự quyết toán thuế. Vào dịp cuối năm, có rất nhiều bạn gọi điện đến cho Kế toán Việt Hưng và nhờ hỗ trợ việc tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Thì hôm nay, Kế toán Việt Hưng sẽ ghi một video hướng dẫn cụ thể cho các bạn. Để mà chúng ta thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân online thì chúng ta sẽ truy cập vào trang thuế điện tử.gdt.gov.vn. Vì chúng ta là cá nhân, do đó các bạn chọn là cá nhân. Trường hợp cá nhân chưa có tài khoản trên trang thuế điện tử thì chúng ta thực hiện đăng ký. Và các bạn điền mã số thuế cá nhân của các bạn vào, sau đó điền mã xác nhận và chọn là cá nhân, sau đó nhấn vào đăng ký. Thông tin tài khoản cá nhân của các bạn được hiển thị lên. Lúc này chúng ta điền số điện thoại, email mà chúng ta thường hay sử dụng. Sau đó chúng ta nhập mã xác nhận vào. Nếu các bạn không thấy mã xác nhận trả về thư ngỏ thì chúng ta có thể bỏ qua rồi nhấn vào tiếp tục. Nếu như các bạn chưa có tài khoản ngân hàng thì các bạn sẽ phải đến cơ quan thuế để làm thủ tục. Và chúng ta thực hiện bỏ qua bước nhập thông tin tài khoản. Còn bạn nào có tài khoản ngân hàng rồi thì các bạn lựa chọn thông tin ngân hàng và số tài khoản các bạn đang sử dụng. Mục đích là để sau này khi mà cơ quan thuế trả số tiền thuế nộp thừa sau quyết toán về cho các bạn vào đúng số tài khoản ngân hàng mà các bạn đăng ký. Chọn loại phương thức ở đây, chúng ta chọn là tài khoản và các bạn điền số tài khoản vào. Sau đó nhấn tiếp tục. Lúc này trình duyệt sẽ hiển thị ra cho các bạn tờ khai đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử. Thể hiện đầy đủ thông tin của các bạn trên tờ khai này. Và chúng ta nhấn vào hoàn thành đăng ký. Thông tin đăng ký tài khoản cá nhân sẽ có mã OTP gửi về điện thoại của các bạn. Lúc này các bạn sẽ nhập mã OTP vào. Phần mềm sẽ thông báo cho chúng ta là đăng ký thành công. Các bạn nhấn kết thúc. Và lúc này chúng ta sẽ vào email để kiểm tra xem chúng ta có nhận được xác nhận từ cơ quan thuế hay không. Chúng ta sẽ nhận được một xác nhận của cơ quan thuế trả về cho chúng ta vào mail với tên đăng nhập và mật khẩu và link truy cập. Lúc này các bạn sẽ đăng nhập. Chúng ta vào phần đăng nhập, chọn mã số thuế, điền mã kiểm tra, nhấn tiếp tục. Chúng ta điền mật khẩu vào, sau đó nhấn vào chữ đăng nhập. Có trường hợp bạn nào quên mật khẩu thì chúng ta có thể lấy lại mật khẩu. Tài khoản đăng nhập lần đầu tiên, vui lòng đổi lại mật khẩu, chúng ta nhấn vào cập nhật. Chúng ta điền mật khẩu mới vào và nhấn vào cập nhật. Và đây chính là giao diện của trang cá nhân.gdt.gov sau khi mà chúng ta đã đăng nhập tài khoản cá nhân thành công. Lúc này chúng ta sẽ tiến hành đi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp quyết toán này chỉ dành cho cá nhân nào tự quyết toán. Còn nếu như cá nhân ủy quyền cho tổ chức doanh nghiệp quyết toán thay thì chúng ta không cần phải thực hiện quyết toán tại video này. Cá nhân có thể tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân online thì các bạn vào quyết toán chọn kê khai trực tuyến. Chọn tờ khai mà chúng ta cần lập ở đây là mẫu 02QTT. Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo thông tư 80/2021. Mẫu 02 này là dành cho cá nhân tự quyết toán. Nếu như người nộp thuế có duy nhất một nguồn trực tiếp khai thuế trong năm do làm việc tại các tổ chức quốc tế thì các bạn tích vào ô đầu tiên. Còn tích vào ô thứ hai khi người nộp thuế trực tiếp khai thuế trong năm có từ hai nguồn trở lên. Còn chúng ta tích vào ô thứ ba là người nộp thuế không trực tiếp khai thuế trong năm, chỉ có nguồn thu nhập thuộc diện khấu trừ qua tổ chức chi trả. Ở đây thì tôi sẽ tích vào ô thứ ba. Nếu như mà chúng ta có thay đổi nơi làm việc thì các bạn tích vào ô thứ nhất. Còn nếu như chúng ta không thay đổi nơi làm việc thì chúng ta tích vào ô thứ hai. Và sau đó các bạn tích vào ô thứ ba.
Để chúng ta điền mã số thuế của tổ chức chi trả chính là công ty chúng ta đang làm trả thu nhập cho các bạn. Tiếp theo chúng ta chọn trường hợp quyết toán là quyết toán theo năm dương lịch, rồi nhấn vào tiếp tục. Phần mềm sẽ mở ra cho các bạn tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Người nộp thuế chính là các bạn. Trên tờ khai này thì chúng ta điền đầy đủ các thông tin vào. Căn cứ để chúng ta điền các thông tin thì các bạn phải căn cứ vào chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Trên chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân này được tổ chức chi trả cấp cho các bạn khi hết năm tài chính mà chúng ta tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì tổ chức chi trả sẽ xuất cho chúng ta bằng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử. Còn nếu như mà các bạn ủy quyền cho tổ chức chi trả thu nhập quyết toán thay thì các bạn sẽ không có chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân này. Và căn cứ vào thông tin thuế thu nhập cá nhân khấu trừ để chúng ta điền lên tờ khai quyết toán. Tổng thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam, chúng ta điền vào chỉ tiêu 21. Ở đây tổng thu nhập chịu thuế là 36.125.954 đồng. Chỉ tiêu 2223 không có, chúng ta bỏ qua. Giảm trừ cho bản thân là 132 triệu. Nếu như mà các bạn có người phụ thuộc thì chúng ta sẽ giảm trừ người phụ thuộc. Và để có thông tin giảm trừ người phụ thuộc thì chúng ta phải làm ở bên phụ lục 02-1BK. Các bạn điền họ tên người phụ thuộc, mã số thuế người phụ thuộc vào. Thì khi các bạn điền đầy đủ thông tin của người phụ thuộc bên tab 02-1BK, phần mềm sẽ cập nhật số liệu lên trên chỉ tiêu 27. Tổng thu nhập tính thuế, phần mềm sẽ tự tính ra cho các bạn là 177.325.954 đồng. Số thuế thu nhập cá nhân phát sinh trong kỳ là 17 triệu. Số thuế đã khấu trừ tại tổ chức trả thu nhập. Ở đây các bạn thấy là số thuế chúng ta đã khấu trừ là 30 triệu. Do đó tôi điền 30 triệu vào chỉ tiêu 34. Ngoài ra còn có các khoản bảo hiểm. Thì chúng ta đã đóng bảo hiểm trong năm là 18 triệu. Bảo hiểm này chính là số bảo hiểm mà trừ vào lương của nhân viên. Lúc này số thuế thu nhập cá nhân nộp thừa là 15.101.107 đồng. Bằng đúng số tiền ở trên chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức chi trả thu nhập cho các bạn xuất cho các bạn chứng từ này. Trường hợp nếu như các bạn đề nghị hoàn trả vào tài khoản của các bạn thì tại chỉ tiêu 46 ghi thêm các thông tin ở dưới này. Còn nếu như mà chúng ta đề nghị hoàn bằng tiền mặt thì chúng ta không cần điền. Trường hợp tôi giả sử như tôi đề nghị hoàn chuyển khoản thì tôi điền chỉ tiêu 44 bằng chỉ tiêu 46. Và ở bên dưới này các bạn sẽ tích vào chuyển khoản, điền tên chủ tài khoản, số tài khoản và ngân hàng mà chúng ta giao dịch. Còn trường hợp mà các bạn đang làm tiếp ở công ty này không muốn hoàn thuế thì chúng ta sẽ bù trừ. Lúc đó số tiền ở chỉ tiêu 44 sẽ bằng với chỉ tiêu số 47. Đấy là số tiền bù trừ. Các bạn sẽ phải điền các cái thông tin vào bên dưới này đầy đủ. Sau khi làm xong thì các bạn tích vào ô vuông cam kết số liệu kê khai trên là đúng, điền tên người ký, ngày ký vào, sau đó nhấn vào hoàn thành kê khai. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về cách lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân dành cho cá nhân tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Và các bạn nhớ là để lập được tờ khai này thì chúng ta phải có chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của tổ chức chi trả thu nhập cho các bạn cấp. Chúc các bạn đăng ký thành công!